Thank you.
gia đình con mẹ. Chị hai thông cảm hôm nay nha. Tôi có tuổi rồi, chúng ta nói thỉnh thoảng giao lưu với chị hai một hai câu thôi. Thế có gì là thôi cứ đánh cho tôi hai chữ đại xã nhé. Bịa. Thực ra các anh đúng là em đi khắp bốn vùng trời mà không đâu lịch sự bằng người quê ở nơi đây. Anh cũng giảm như kiểu hôm nay mà không yêu mà em lại đến đây mới tải. Anh ơi, gối chăn gối chiếu không êm, gối lụa không mềm bằng gối tay em. Gối tay em trắng lại tròn, để cho anh gối lại mòn một bên. Ở đây mà cần nhớ bàn đèn, không yêu thì em đi lấy. Mùa vậy yêu. Nhưng mà chẳng biết là anh có lại yêu là chị của em không đấy ạ? Xin về nhá. Cảm ơn chị nhá. Cảm ơn. Anh Minh ơi, chị lên đây, chị lên về nhá. Mà chị lên xem lại cho anh Minh. Anh tên là rất là lưu luyến chị. Về, em về, mai em là chàng trời này. Về là chị tôi em về, mai em là chàng trời này. Goodbye. Yeah. Goodbye. Xin chào. Tạm biệt. Tạm biệt. Chắc chắn rồi, chắc chắn là chị có tiên sẽ được về.